tăng nào. Cái gì đây? Đi dò kiểu gì đây? Ông bách bịp tôi à? Ông đi dò kiểu gì đây? Ông đi dò kiểu gì đây? Thì dài ai? Không thể ngờ cái tên này có thể lỗi được. Vâng, em chào anh Nguyễn Đức Tâm nhá. Vâng anh em, chúng ta có thể bớt chút thời gian đầu, chúng ta có thể like và chia sẻ mạnh hơn để ủng hộ tuyển thủ Cam Kết và tuyển thủ Hoàng Minh Nhi được không ạ? Vâng, chúng ta đang phải vượt khó trong trận đấu này. Đang phải vượt khó. Yes. 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 Vâng, như vậy là đội bạn là phô cho Son với mình là Yapper anh em ơi. Tươi tươi tươi. Vâng, như vậy là bầy hươu đã có, đôi voi có, bãi quả là bãi quả bầy. Giá như thấy được đôi voi này sớm thì tôi nghĩ rằng đánh bài tàu luôn dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi trong trận đấu này, trận đấu thứ tư. Và đây tiếp tục là một trận đấu vượt khó trong trong thế chúng ta phải vâng vượt khó khi bị dẫn trước với tỷ số là 2-2-0, bật được một trận rồi. Bây giờ đang tạm thời là 2-1. 1-2 đúng hơn. Đá bầy hươu này về với nhà chính của mình, có lẽ chỉ đá hai con thôi, còn hai con kia thì à không, ba con luôn đấy. Vâng, đá ba con về nhà chính, còn hai con kia nếu như không đủ tay thì sẽ đá về với chiếc BS. Đây là bài Persian siêu đột biến. Giá như gỗ đầu tươi thư hơn. Và bầy hươu đầu chính xác là bầy hươu 6 luôn này. Gỗ đầu xa quá. Gỗ đầu xa quá anh em ạ. Chứ nếu như gỗ đầu tươi thì đây chắc chắn là bài kia đời đột biến. Đây sẽ là bài mà game thủ Hoàng Nhi tôi nghĩ rằng sẽ không đi dò nữa vì đủ đồ rồi, hai hiêu bốn voi rồi còn gì nữa. Persian mà. Vâng, hai hiêu bốn voi, hiêu đầu là hiêu 6 này. Hiêu phụ ở phía trên tôi cũng đang hy vọng rằng ít nhất là 5 con dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Với một trận đấu cầm Persian của mình bắt đầu giảm dần quả chính ra. Gỗ những cánh rừng là đẹp. Bài Persian là bài ok rồi. Xem bài của Quyết nào. Đây là màn hình máy game thủ Cam Quyết. S nhân đôi được tại bãi vàng hay không? Vâng, cùng cánh màu 4 có vòi này. Màu 4 là
À, chỗ là chỗ của Bách rồi. Chỗ là hai voi của Bách. Có quả phía ngoài ăn tranh khả năng cao là như vậy. Vâng, mỗi ông mỗi con vậy. Vâng, như vậy là S lại khả năng có nhân đôi đến từ game thủ Cam Quýt. Màn hình máy ở game thủ Hoàng Mai Nhi nào. Vâng, Bách bên này đang bắt đầu câu voi. Cam Quýt câu một con, một con voi ở phía trên. Như vậy là game thủ Hoàng Mai Nhi còn 3 voi trận này. Hoàng Mai Nhi còn 3 voi. Vâng, trên này vẫn còn còn hiêu và tôi hy vọng hiêu to này. Hy vọng hiêu to. Không, như vậy là không phải đóng ghét nhân đôi tại bầy hiêu. Mà đóng ghét cạnh bẫy vàng. Và cố gắng đá bầy hiêu để về, đá có hai con hiêu để về. Một bầy hiêu 6 đá 4 con về rồi, vẫn còn hai con nữa săn mét biên. Có lẽ là chỉ đá được một con thôi. Vâng, BB đóng xong. Trận đấu kích đời rất sớm của Persian đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Ôi giời ơi, cái gì đấy? Một vị trí ăn tranh này. Ui giời, ông Quýt ăn tranh cả hai ông. Vâng, Quýt ôm được hai người đấy. Ôm được cả cho son này, cả phô này. Đóng BB luôn. Hy vọng kín luôn cánh rừng. Để đối phương không giật về, dần về nhanh được. Phải đi vòng qua bên này. Bách bơm trăm thực cũng không đủ lên đời đâu. Cho nên là thôi để cho ông Bách to khỏe đi. Vâng, ép gỗ Akin. Tươi. Màu 4 sẽ phải giật dần rất nhiều. Và đi vòng rất nhiều. Vâng, game thủ Bèo vẫn đang cố gắng chấm mút một chút thực tại những con hiều này, tại những xác hiều này. Màn hình máy của game thủ Hoàng Mai Nhi nào. Persian đã lên đời và không có đường về, và bây giờ thì Hoàng Mai Nhi đang đẩy người giò lên chọc. Vâng, có lẽ là Hoàng Mai Nhi lên thẳng nhà màu 4 thôi. Vì cái đấy rất nhiều dân. Vâng, vào chọc luôn đi. Vào chọc luôn đi. Chọc đi Bách ơi. Đã cho dân đi về đấy. Chọc đi, chọc đi, chọc đi. Vâng, đang chuẩn bị lên công. Vẫn chưa chết con dân kìa. Chết. Sóc quần, sóc quần. Rồi, bắt đầu ra thêm ruộng nào. Trận đấu lên đời đột biến của game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, em chào anh Công LB nhá. Vâng, cố gắng nào. Những hai con lạc đà đầu tiên bắt đầu chảy lên rồi. Vâng, ăn chanh này. Trả giá bằng tính mạng của những con đồng dân này vì cái tội ăn chanh. Vâng, em chào anh Đặng Văn Ngọc nhá. Vâng, bầu Nguyễn Văn Đức vừa gửi lời chào anh, chào anh Đặng Văn Ngọc. Vâng, em chào, vâng em gửi lời chào của anh Đức đến anh Ké. Vâng, rất cảm ơn bầu Văn Đức vừa gửi tặng 1200 sao cho game thủ Cam Quýt. Chuẩn bị đóng e dần đấy nha, Bách nha. Vâng, đang tắc dân tại đây đóng nhà gì đây? Úi trời, nhà BA. Nhà BA này 4 dân này. Vâng, đóng được 1 A thôi. Con sư tử kia mày ngứa răng à em ơi. Trận cho vâng, trận cầm Persian mẫu mực của game thủ Hoàng Mai Nhi khi sẵn sàng nhường 100 thực cho game thủ Cam Quýt và bơm và nhường luôn một con voi, bơm 100 thực và nhường luôn một con voi. Bây giờ thì đang ra được khá nhiều ruộng rồi. Hợ Nguyên này. Lọt không? Ui trời ơi. Bi ơi, chạy dân em ơi. Phá cả bé này chạy dân rồi. Vâng, xem ông Quýt bên này xem như thế nào. Chúng ta có liệu có trận đấu chung kết không Quýt ơi? Vâng, Yamato đánh thẳng cùng A. Yamato đánh thẳng cùng A này. Màn hình máy ở game thủ Hoàng Mai Nhi nào. Ui trời ơi, sư tử. Đúng là chó nhà tôi nuôi đấy anh em ạ. Chó nhà tôi nuôi đấy. Ơ kìa mày mệt này em ơi. Chắc là lúc nãy vừa cổ vũ bóng đá hò hét kinh quá, bây giờ mệt rồi đứng thở. Úi giời lạc đà. Chạy thẳng dân vào nhà BL của game thủ Hoàng Mai Nhi.
Có lẽ là không cửa thua rồi. Chủ lực vác 10 dân chạy điền kinh thế này. Tập thể dục thể thao buổi tối này thì lực đâu. Cung A bắt đầu rỉa vào những nhà BE và BB của game thủ Bell. Mà đánh máy của game thủ Hoàng Mai Nhi. 31/32 đóng nghe dần Bách ơi. Và kiểm tra lại nhà BA xem dân của màu 2 có chạy đến đóng A không. Ui rồi tắc 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 tắc. Nào đợi gỗ dồn lên để làm hai cái ruộng nữa là tươi. Cam quýt. Phù phù. Ui dài phù phù. Mất một con cung à. Vâng cứ đứng mà thủ thôi. Thế này thế không cửa thua rồi. Mô 4 là người cầm cho Son. Bây giờ chuyển sang đánh P. Mà đánh máy game thủ Hoàng Mai Nhi. Ui dài tên cung R kìa. Lạc đà nó phải đông gấp 3 lần cung R. Nhưng không phải là gấp đôi nữa. Bách lên cái đầu vàng cho nó máu Bách thôi. Mà đình máy cam quyết xem nào. Vâng cung A 4 nhà VA bắt đầu sóc. Vác cả dân lên đập. Mục tiêu là những con P. Bây giờ kịp không? Vẫn kịp. Cốn con nhà bà nạn thế nhờ. Dài dài thì dân này. Chặt đi cho dân chặt gỗ đi. Cho dân chặt gỗ nào. Rồi vào. Ừ thì có công nghệ với chúng tôi này. Có công nghệ này. Thế có cho nhau đánh chung kết không ấy nhá. À thì phù này. Ừ thì phù này. Vâng cho Son có cùng hà hài áo. Bịp. Bịp. Phù kìa phù kìa. Nở phù này. Ừ thì phù nữa đi. Tam Lai 53 rồi. Bách bên này đang bị cung R đẩy lên. Nhưng sẽ bắt tờ này. Cung R đẩy đã có giáp hay chưa? Tôi nghĩ là có giáp rồi. Đây chỉ là cung R phô thôi. Tôi nghĩ là cung R đã có giáp. Vâng, cam quýt tham lai 56/60. Ơi Long ơi, động viên anh em quýt đi Long ơi. Vâng, bình luận viên Lóng Bảo Ly đang bình luận cho không biết là bên kia thì ai là người like, chắc là ông Bèo like. Vâng, Bèo đang la. Bi like à? Vâng, Bi chắc là đang like, Bi hoặc là Bèo đang like. Vâng, Lóng Bảo Ly động viên anh em quýt đi nào. Quýt chưa? Khổ quá, cho mày phù cái chục con cung Nga thì tham lai nó vẫn sắp xỉ 70 đây đến nơi rồi đây này, Lóng Bảo Ly ơi. Đây rồi. Máy vàng của game thủ màu 4, game thủ Đức Bèo. Còn gì đâu bạn? Vâng, còn cái gì nữa mà chảy cối anh em nhỉ? Tôi vẫn chưa nhìn thấy cái cơ sở nào để chảy cối. Khi cho Son vẫn không có bánh xe. Vâng, Hoàng Mai Nhi đang có một trận thi đấu chém như lên đồng và tỷ số là 2-2 trận đấu này. Có chung kết. Úi trời, màu 4. Phít con nhà bà phịt. Vâng, tỷ số là 2-2 trong trận đấu thứ nhất này.